xuống thì xuống, có một cô công chúa tên là Bạch Tuyết. Do mẹ mất sớm nên cha cô không lâu làm sao thì cứu bọn một khác rất xinh đẹp. Một thời gian sau đó, do năng lực nên đức vua qua đời và kế bọn họ đã thay đức vua trị vì đất nước cũng như nuôi dưỡng Bạch Tuyết. Cho bây giờ từ một con chú trắng trẻo cái cùng phi đen đó hả? Nhưng mà tao không biết phải làm sao.
the growing dragon. Đó, thế là nếu cách này. Nhìn từ đó thầy nghĩ như thế, làm sao công chúa ở được thôi hoàng hậu? Ta muốn công chúa biết trân trọng cuộc sống này hơn. Hãy đi đi. Bây giờ chúng ta về sự hoàng hậu bất là xong.
Phải uống một ly nước thật to mới lạ. Đàn đã. Điều gì vậy? Hình như thấy một con quái vật. Tại sao nó xuất hiện trong nhà mình? Thầy thử, thấy thầy xem. Có nguy hiểm không? Hình như nó đang ngủ. Có hả? Không phải quái vật, là con người. Hình như nó là con chú bạch tuyết á. Đúng rồi. Thằng hậu có tuổi thương và cả chúng ta. Nhưng ngủ sao lại không thấy thỏ? Không thể nào. Công chúa bắt thỏ luôn. Làm sao đây? Chúng ta sẽ bị cái thỏ muốn sát phạt nhé. Chúng ta sẽ bị treo cổ. Không. Đúng rồi. Thường trong mấy chuyện cổ chức, công chúa tỉnh dậy có nụ hôn của hoàng tử. Yeah.
kẻ nào được ám sát mỹ nhân. Xin lỗi, tên là Đạt. Ra là người. Ồ, một nhan sắc thật kiều diễm. Nàng ơi, nàng là ai? Nàng có thể cho ta biết tên được không? Ta chính là người bị chàng tán sắc mặt cách đây 3 tháng. Bạch ơi. Hả? Không thể nào. Nhưng mà không sao, để bây giờ nàng đẹp là được. Nàng ơi, nàng có đồng ý làm vợ của ta không? Dĩ nhiên là không. Hả? Tại sao? Tại sao nàng không đồng ý? Chẳng phải công chúa nào cũng cần một hoàng tử hay sao? Kết thúc như vậy mới gọi là viên mãn chứ. Xưa rồi dễ. Ai nói phụ nữ cần đàn ông mới sống được? Bây giờ là tôi đã vì nàng ta phải làm tất cả. Ta không cần. Công chúa, công chúa. Trời ơi, gì mà khóc hàng khóc hải vậy? Chúng thần nhìn nhận đã tin tức hoàng hậu đã bị người phụ nữ tấn nham vào ngực. Kệ bà ta, nó mà đáng đời. Không phải bà ta cũng kêu người giết ta đó sao? Không phải đâu, đã hiểu lầm rồi. Hoàng hậu, nhà chúng ta đúng vậy, hoàng hậu luôn rất yêu thương công chúa. Được, vậy chúng ta quay về thành cung cứu người. Còn ngươi, hãy cho ta thuận binh mã. Dĩ nhiên rồi, thưa công chúa của ta. Mẹ không chăm sóc con thật tốt. Không, không mẹ ơi.
bởi của ngươi. Lắm đấy, mồm mép cũng dữ lắm. Không tin à, ngươi thử dùng phép thuật mạnh nhất đánh hết sức và ta xem có tổn hại gì không. Được lắm, ta sẽ cho ngươi thành cho bụi. Hỡi sắp xếp. Hãy lấy đi sự sống của ta và trả lại sự sống cho loài